Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Fortnite Game. Đây sẽ là một video khá ngắn, nhưng nội dung của nó sẽ là về Bobby Playtime. Nhắc lại một chút thì gần một tháng trước mình đã làm video tổng hợp về các manh mối trong những đoạn trailer và footage liên quan đến chapter 3 của Bobby Playtime. Và trong video này mình có nói rằng đây sẽ là video cuối cùng về Bobby Playtime trước khi chapter 3 ra mắt chính thức. Nhưng vì rất nhiều lời yêu cầu của mọi người nên mình đã quyết định speedrun và làm video này trong 8 tiếng. Thì 9 giờ tối ngày hôm qua, Mob Game đã ra mắt trailer số 2 về Bobby Playtime chapter 3 trên kênh YouTube của họ. Trailer này cung cấp cho ta rất nhiều thông tin về chapter 3, hình dáng thật sự của phản diện chính Catnap và quan trọng nhất là ngày ra mắt chính thức của chapter 3 là vào 30 tháng 1 năm 2024. Và nếu đây là lần đầu bạn nghe đến Bobby Playtime, thì đây là một series kinh dị xoay quanh cuộc phiêu lưu của một cựu nhân viên tại công ty Playtime, một công ty sản xuất đồ chơi bị bỏ hoang từng rất nổi tiếng vào những năm 1900. Và trong suốt hành trình, cựu nhân viên sẽ tìm thấy các bằng chứng về các thí nghiệm vô nhân tính lên con người, biến họ thành những món đồ chơi sống. Trò chơi đến nay tuy chỉ mới ra mắt 2 chapter, nhưng đã có rất nhiều nhân vật đi kèm với nhiều cái tên liên kết với nhau. Nên nếu bạn muốn tìm hiểu về series này, thì mình đã làm rất nhiều video về nó. Quay lại với nội dung chính thì ta sẽ cùng phân tích về các chi tiết trong trailer số 2. Trong cảnh đầu tiên, ta sẽ thấy hình ảnh 3 nhân viên Playtime với mặt nạ trong khí độc đang quan sát những đứa trẻ trong một phòng ngủ tập thể. Việc những nhân viên này đeo mặt nạ khẳng định rằng căn phòng này có thứ khí đặc biệt nào đó khiến họ không muốn hít phải. Và nhắc đến loại khí đặc biệt, nó sẽ làm ta nhớ đến khí độc của Catnap. Có một chi tiết nữa là nếu như mình đếm không nhầm, thì căn phòng này đang có 12 cái giường tương ứng với 12 đứa trẻ. Và có khi nào những đứa trẻ trong tấm hình này chính là 12 ứng viên cho thí nghiệm trở thành đồ chơi sống Catnap. Tiếp theo ta sẽ thấy ảnh về 4 đứa trẻ, 3 nam và 1 nữ. Ta không hề có manh mối về những đứa trẻ này. Hình ảnh tiếp theo cho ta ảnh của một cậu bé đặt trên một tập báo cáo và nếu đọc kỹ ta biết đó là báo cáo thuộc dự án Bigger Body Initiative về thí nghiệm số 1188 Catnap từng được tìm thấy trong ARG và dễ dàng kết luận rằng cậu bé trong bức ảnh này chính là Theodore Rambo, đứa trẻ mà ta biết chính là Catnap trước khi cậu ta trở thành nạn nhân của thí nghiệm đồ chơi sống. Tiếp tục ta sẽ được thấy toàn cảnh của khu vực Playcare đi kèm với lời phát biểu của Elliot Ludwig. Theo lời của Elliot, ta có thể hiểu là khu Playcare này là một tập hợp gồm 5 tòa nhà khác nhau, là cửa hàng đồ chơi, tòa thị chính, trường học, nhà vui chơi và ký túc xá. Ở góc dưới bên trái, ta sẽ thấy một sân chơi nhỏ và có vẻ đây chính là lối vào khu Playcare. Và nếu để ý, ở trên ta sẽ thấy một cái lan can nhỏ và có thể nó kết nối với khu vực tối ở phía sau cái nền bị rách kia. Tiếp theo, ta sẽ thấy một đoạn phim quay lại cảnh một nhân vật đang cố gắng chạy khỏi làn khói đỏ. Sau đó sẽ là những đoạn gameplay, cảnh tàu hỏa bị cháy do tai nạn xảy ra cuối chapter 2, sự trở lại của bàn tay màu đỏ, nhưng nó được sử dụng như một khẩu súng bắn ra những viên pháo sáng. Và nếu nhìn vào gameplay, ta sẽ biết chức năng của nó là đẩy lùi Catnap khỏi nơi ẩn nấp. Nhìn vào góc dưới bên phải, ta biết rằng khẩu súng này có tổng 5 viên đạn, và mỗi khi bắn một viên, khẩu súng sẽ cần một khoảng thời gian để hồi lại đạn. Bàn tay màu xanh lá và bàn tay màu tím cũng xuất hiện, và ta cũng đã biết chức năng của cả hai bàn tay này. Màu xanh lá là truyền điện, còn màu tím là bật nhảy. Nếu vậy, có nghĩa là trong chapter 3, ta sẽ có đến 3 bàn tay mang chức năng khác nhau. Và điều này sẽ khiến cho những màn giải đố sẽ cần sự phối hợp của rất nhiều não. Chưa kể trong trailer, ta sẽ nhìn thấy một thiết bị có gắn sẵn bàn tay màu xanh dương. Ta có thể điều khiển thiết bị này và kích hoạt nó từ xa. Tiếp đến là những cục pin năng lượng dùng để khởi động những cánh cửa. Tiếp đến là sự xuất hiện của kẻ thù bí ẩn trong khu vực trường học. Nhìn giống như một phụ nữ hoặc đúng hơn là một món đồ chơi được thiết kế để dạy học cho những đứa trẻ. Và như đã thấy, món đồ chơi này có cách di chuyển vô cùng đáng sợ. Đó là nó sẽ chỉ di chuyển khi đèn tắt. Và nếu vậy thì có vẻ tất cả những kẻ địch trong chapter 3 đều sợ ánh sáng. Chưa kể khả năng cao rằng những thành viên của Smiling Critter cũng sẽ xuất hiện. Vì ta thấy sự có mặt của Dog Day và một phiên bản đáng sợ của Bobby Be Hurt. Trong trailer ta sẽ còn được nhìn thấy một sinh vật nhìn giống như Huggy Wuggy. Nhưng rõ ràng đây không phải là Huggy Wuggy vì khuôn mặt và tay chân của nó giống như một con quỷ bước ra từ ác mộng. Điều này cho mình giả thuyết có vẻ sinh vật này thật sự xuất hiện trong ác mộng của cựu nhân viên sau khi người này bị ảnh hưởng bởi làn khí độc, hoặc đây là một mẫu thí nghiệm bị lỗi do sở hữu hình dạng quá kinh dị. Trong trailer ta sẽ được nghe giọng của 3 nhân vật. Đầu tiên là một đứa trẻ. Theo lời của đứa trẻ này thì có vẻ Playcare chính là lãnh địa của Catnap. Nó lẫn trong bóng tối và chờ đợi thời cơ tấn công con mồi. Giọng nói thứ hai là của Bobby. Nói rằng cựu nhân viên sẽ tìm thấy câu trả lời tại Playcare. Và có vẻ như nó sẽ nằm trong cuộn băng mang tên The Hour of Joy. Và nội dung của cuộn băng có lẽ sẽ liên quan đến những cảnh phim về nhân vật bí ẩn đang cố chạy khỏi làn khói đỏ. Và nhân vật bí ẩn này khả năng cao sẽ là đứa trẻ trong giọng nói đầu tiên. Giọng nói thứ ba là của người đàn ông. Người này nói về một sinh vật nào đó đang gieo rắc kinh hoàng với nụ cười đáng sợ, miệng đầy răng. Ban đầu mình nghĩ rằng người này đang nói đến Catnap.
Nhưng nếu để ý, ta sẽ thấy cách nắp không có răng, vì nếu có thì nó sẽ giống như Husky Wookie. Nên sinh vật được người đàn ông mô tả có vẻ sẽ là con Husky Wookie đáng sợ mà ta thấy trong trailer. Và trong trailer, ta sẽ còn thấy cảnh một khu vực giống như cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất. Và điều này khiến mình có một giả thuyết rằng có khi nào nguồn gốc của tất cả mọi chuyện đã bắt nguồn từ một vật chất nào đó mà các nhà khoa học của công ty Playtime đã tìm thấy bên dưới lòng đất. Nhưng đó chỉ là giả thuyết và các phân tích của Phân tích Game cho những chi tiết trong trailer số 2 của Bobby Playtime Chapter 3. Chapter này sẽ ra mắt vào 31 tháng 1, nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa Chapter 3 sẽ xuất hiện trên Steam. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ, những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bấm một like, share và theo dõi Phân tích Game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.